Rồi hôm nay em về hưu cao cổ nè anh em ơi. Em mua về chạy xuống ruộng nè. Đó, chạy đi thăm ruộng nè, đi thăm cái vườn sầu riêng nè, vườn bưởi nè. Chạy lên đồi núi nè, thì bao phê luôn nha anh em. Đó. Đó thì hôm nay em về mấy con cái lúa. Lại hai con hươu cao cổ nè anh em. Con này nó là hai cầu nha. Hai cầu. Con này nguyên lý bên Nhật là đi phun thuốc với ruộng á, nhưng mà về đây là bồn với lại đậu áp rồi là nó ráo, nó dục xuống hết rồi nha anh em. Con này anh em có thể gắn được đuôi sới luôn nha. Gắn được đuôi sới luôn. Đó, đuôi sới gắn vô đây. Đây nó có nâng hạ này ha. Nó có nâng hạ nè, nó có trục quay nè. Đó, nó có trục đăng nè. Gắn vô hộp số nè, quay nè, thấy không? Đó, nó có ti nè, hai cái ti hai bên nè. Bốn bánh hai cầu. Bánh bự nha. Con này chiều cao của nó từ dưới mặt đất lên trên khoảng tầm 1 mét nha anh em. Tầm 80 tới 1 mét á. Đa... Lấy giùm em cái thước đi. Đó, anh em mua con này về mà độ chế thì chạy dưới ruộng thì bao phê luôn anh em ơi. Hàng này thì nói chung là cũng những cái con mà chuội chuội mà nó không có bồn này nọ như con này thì cũng khá là hiếm nha. Tại vì nó như vậy thì anh em mới mua về độ chế được. Còn nhiều con về mà nó có bồn xịt thuốc, nó có đầu áp mà nó đẹp đẽ thì người ta sẽ bán cái giá rất là cao. Nên anh em mua về anh em không có cần lấy những đó thì anh em mua độ không có mua nổi. Tại vì cái giá thành nó sẽ đội lên đó. Còn anh em mua một cái sườn như con này đó, anh em mua về anh em độ chế thì rất là ngon. Tại vì nó phù hợp là mình chỉ cần lấy sườn cầu số rồi này nọ thôi. Còn những con khác thì nó đầy đủ quá mình mua không có nổi nha. Không phải là mình mua không có nổi, không phải là mình không có tiền, nhưng mà nó dư đồ à, em nói sơ vậy là anh em hiểu rồi. Còn những con này thì nó vừa đủ để anh em sử dụng đó. Cầu số nó nè anh em. Con này lái trợ lực bằng ti hết nha. Lái trợ lực bằng ti nha anh em nha. Lái trợ lực 4 bánh luôn à, nó cua một lần 4 bánh nha anh em nha. Ở cái bánh bên này cua qua này thì cái bánh kia cua vô à, lái 4 bánh một lần. Cầu số nó nè anh em. Toàn bộ là bằng gan hết nha, rất là chắc chắn luôn. Đó. Con này anh em nào lấy máy thì lấy, không lấy máy thì bứt ra về gắt máy dầu lên nha. Con này máy xăng. Con này máy xăng anh em ơi. Rớt máy xăng giục ra. Đây leo lên nè. 4 vật kép S nè, là 4 cầu thì 2 cầu 4 bánh. Đó, lợi thế là cái đuôi này nâng lên nâng xuống được nè. À, gắn đuôi sới được nè. Hôm bữa em có về một cái con y chang về luôn, màu xanh Isaki á. Nó có nguyên một cái dàn ép luống đằng sau. Bữa em có đăng cộng đồng mà anh em thấy rồi. Con đó thì em bán về ngoài Nghệ An rồi. Đó thì con đó là y chang con này luôn, mà nó có gắn dàn sới, dàn ép luống đầy đủ luôn anh em. Đó. Con này anh em mua về độ chế thì bao phê luôn. Em về hai con nha. Một con này thì đẹp hơn, còn con kia xấu hơn. Thì con xấu thì giá nó rẻ hơn, con đẹp thì giá nó cao hơn chút. Rồi mấy con này thì anh em nào liên hệ, quan tâm liên hệ cho em. Cái lúa thì cái lúa thì anh em nào quan tâm thì xe chưa dọn thì em bán theo xe chưa dọn ha. Anh em mua về độ chế, còn anh em nào muốn mua dọn rồi thì em sẽ bán dọn rồi. Đó. Cái lúa thì anh em nào muốn mua xác thì bán xác, muốn mua sườn bán sườn, muốn không lấy máy cũng được, lấy máy cũng được ha. Nói chung em bán thì mua gì em bán đó, không lấy bánh cũng được. Đó, không lấy bánh không lấy máy bỏ lại vậy thôi. Đo đo thử đa. Ui, đo từ dưới gầm lên trên tới cầu giùm. Đó mấy bữa giờ cái con xe rùa bánh xích mà em rã mấy này ra em không biết nó là gì luôn. Anh em nào coi phù hợp được thì lấy nha. Nè trong này nó có motor nè. Motor chạy cái gì hiểu luôn. Chạy lên chạy xuống. Một cái bộ này nữa nè anh em. Cái bộ này chạy xích nó kéo lên kéo xuống y như năng điện năng gì vậy. Đó. Còn hộp điện hộp đồ trong này tùm lum. Anh em nào lấy cân cho anh em. Bán cho anh em. Đây có motor trong luôn nè. Đó, hình thù nó dễ hơn. Cái này thì không liên quan đâu. Cái này bỏ ra. Cái này bỏ ra luôn. Cái này bỏ ra luôn. Không liên quan nha. Đó. Chỉ cái cục này với cái cục kia là nó là một bộ. Nó bằng chạy bằng điện chạy lên chạy xuống. Em nghĩ vậy. Anh em nào mua thì em bán cái cục này với cái cục đó là 2 triệu nha. Đây. Cục này. Là cái cục đó là 2 triệu nha.
Đó, nó có hai cái motor chạy lên chạy xuống, em nào quan tâm độ chới gì đó thì mua về làm gì làm nha. Đó, tình trạng nó như vậy á, nói chung là nhìn nó khó tả lắm anh em thì không biết cái này đâu, chắc hai cục nó nặng cũng cả tạ anh em, cả tạ giờ cũng cả triệu rồi, bán em 2 triệu đi, như lấy tiền công cán cỡ thôi. Đó. Đó, con này chiều cao của từ dưới mặt đất lên tới cái cầu trên là 80 nha anh em nè. Đó. Đụng 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 gầm đây là 75 chứ. 75 nha. Bề ngang, đo bề ngang thôi. Con này nó rất là rộng hơn. Nhiêu? 60 gần 1m7 á. 1m7 nè. 1m7 đi. Bề cao nó là 75 đụng đụng gầm ha, còn bề ngang nó là 1m7, chiều dài nó tầm 2m3 nè. Đo chiều dài luôn. 2m3. Thì em giờ hai con em quay con này thôi, anh em nào quan tâm thì tính con đó nha. Phủ đầu 2,5 m phủ bì nha anh em. Rồi. Vậy thôi. Còn cái lúa thì bữa nào em dồn dồn em quay một lần luôn, tại vì cái lúa với lại hàng mốt giờ tiếp thì em quay tiếp nha. Giờ chủ yếu em quay con này thôi. Rồi, anh em nào quan tâm liên hệ em. Mến chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.